Ngày hôm nay là 22 tháng 6 năm 2016 và chúng tôi đang lắp bộ quay dành cho chiếc sập tầm trung. Tức là mặt của nó là 1m7 x 2m1. Thì do là cái chỗ đang lắp ở trong xưởng đây, bên kia là khu B của chúng tôi. Thì đây cái mặt nó bên trong này nhưng mà nó đang vướng quá, chúng tôi chưa đặt mặt lên được. Nhưng mà đang chỉnh trang và sửa xong chiếc sập 1m7 x 2m1 thì chúng tôi cũng lia cái máy quay để về một số khách hàng đang hỏi. Đây là sập giã trơn và 3 bề đường dày 10 phân và cổ liền, chân là vuông 24 và là hàng chọn vân. Đánh lên sẽ nổi lên toàn bộ luôn. Tại vì từ lâu rồi chúng tôi chủ yếu giới thiệu sập 1m6 x 2m hoặc là 1m8 x 2m2. Còn cái sập 1m7 này thì từ sau cái chiếc mà làm cho chị Linh ở cái tiệm, một cái tiệm vàng có tiếng ở trong Diễn Châu, Nghệ An, thì đến bây giờ tôi mới có cái cỡ gỗ vừa để làm tiếp cái sập chọn vân này. Và xin nhắc lại, hôm nay là ngày 22 tháng 6 năm 2016 và dự kiến khoảng 10 hôm nữa thì chiếc sập này sẽ hoàn thành và lúc đấy lắp lên thành phẩm ở trong cửa hàng tôi sẽ quay lại. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm và hẹn kính mời quý khách đến Đồ Gỗ Đức Hiền tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Lúc nào chúng tôi cũng có khoảng 50 chiếc sập các loại, chủ yếu là sập dạ trơn, chọn vân. Mà hiện nay thì ngoài cái hàng dạ trơn ra thì theo yêu cầu nhiều khách hàng tôi đã làm chiếc sập thập điểu quận mai đỉnh cao và cũng còn bận rộn chưa kịp thành phẩm, chưa kịp hoàn thiện để đưa lên. Khi quý vị đến sẽ xem được ngay tại đây. Xin cảm ơn quý vị.